cảm ơn đại gia đình đã quan tâm. Và đây là em gái mà Ngọc Sơn tại sao hay dùng cho em gái nuôi, tại vì mỗi người có một cái biệt danh, ví dụ em gái thân thương, em gái tình cảm gì đó, em trai dấu yêu tình cảm, nhưng mà nuôi là chỉ có một đàn gà Việt Nam. Đây là những đây là một người em gái rất tuyệt vời và là người đã tổ chức cả những chương trình hoa hậu tại quê hương Quảng Nam Đà Nẵng mình.